Bắc Triều Tiên đã bùng đơn 1.000 chiếc Volvo như thế nào? Thân mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh TOV. Kính thưa quý vị, ngày nay, Bắc Triều Tiên có vẻ nguy hiểm và bị cô lập. Ý tưởng đi du lịch đến Bắc Triều Tiên thật là viển vông, và nước này đã như vậy trong một thời gian khá dài. Nhưng vào những năm 1970, thế giới đã từng có hy vọng về một đất nước Bắc Triều Tiên cởi mở hơn, và Thụy Điển đã là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên có cử chỉ thân thiện với Bắc Triều Tiên. Ở vào thời điểm đó, Bắc Triều Tiên là một thị trường chưa được khai thác, và các doanh nghiệp Thụy Điển đã rất sẵn lòng hỗ trợ Bắc Triều Tiên trong việc này. Mọi thứ đang có vẻ khả quan hơn đối với Bắc Triều Tiên sau chiến tranh Triều Tiên, và có lý do để tin rằng, việc mở ra các tuyến đường thương mại giữa hai nước sẽ có lợi cho cả hai bên. Chỉ cần một thỏa thuận kinh doanh, và một trong những vụ bùng tiền mua ô tô lớn nhất trong lịch sử đã dạy cho Thụy Điển bài học, rằng lòng tin mù quáng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Tình hình kinh tế của Bắc Triều Tiên vào những năm 1970. Ở thời điểm đó, Bắc Triều Tiên đang trong giai đoạn biến động, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Nhật Thành. Đất nước này vẫn được biết đến là theo chủ nghĩa biệt lập, nhưng họ đã có sự quan tâm đến thương mại quốc tế. Bắc Triều Tiên đã tuyệt vọng với mong muốn bắt kịp các quốc gia khác về mặt công nghiệp và công nghệ. Có khả năng là họ đã quá căng thẳng trong cuộc đua này để cạnh tranh. Đó là một trong những lý do khiến họ không bao giờ có thể đạt được mục tiêu của mình. Và tại sao họ quyết định không bao giờ trả nợ tiền mua xe cho công ty của Thụy Điển? Việc buôn bán với Bắc Triều Tiên cũng không hề dễ dàng. Họ muốn phát triển, nhưng vẫn cảnh giác với các quốc gia khác. Mọi giao dịch đều được chính phủ giám sát chặt chẽ, và thương mại quốc tế thực sự chỉ được thiết lập với Trung Quốc và Liên Xô. Bắc Triều Tiên cũng nhận được rất nhiều viện trợ vào thời điểm đó, và họ không có tư cách để từ chối những đồng minh này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không mở cửa giao dịch với các nước phương Tây. Một lĩnh vực mà Bắc Triều Tiên còn thiếu là ngành công nghiệp và họ rất cần hiện đại hóa. Đó là nơi Thụy Điển và những chiếc Volvo của họ xuất hiện. Thỏa thuận Volvo của Bắc Triều Tiên. Một phần của quá trình hiện đại hóa Bắc Triều Tiên là đưa những chiếc xe đời mới ra đường và Volvo 144, vốn là dòng xe sedan hình hộp được sản xuất cho đến năm 1974, là một lựa chọn tuyệt vời. Nó chắc chắn và hình chữ nhật, Volvo là những chiếc xe đáng tin cậy và có thể tồn tại trong một thời gian dài. Đây chính xác là những gì mà Bắc Triều Tiên đang tìm kiếm. Tốt hơn nữa, Thụy Điển cũng có thể gửi cho Bắc Triều Tiên một lượng lớn thiết bị khai thác mỏ hạng nặng. Thỏa thuận này sẽ mang lại cho Thụy Điển 70 triệu đô la và cũng là bước đột phá đầu tiên vào thị trường Bắc Triều Tiên cho quốc gia Scandinavia này. Đơn hàng đầu tiên từ Thụy Điển đến Bắc Triều Tiên là 1.000 chiếc Volvo. Thỏa thuận này rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hai quốc gia đến mức các cuộc đàm phán ngay lập tức nổ ra về việc Thụy Điển sẽ thành lập một đại sứ quán tại Bắc Triều Tiên, điều chưa từng được nghe thấy vào thời điểm trước đó. Từ đây máy móc khai thác mỏ hạng nặng và xe Volvo hình hộp đã lên đường. Những chiếc xe sau khi đến Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng được phân phối cho những người được ông Kim Nhật Thành ưu ái. Cùng lúc đó, đại sứ quán đầu tiên của phương Tây, đại sứ quán Thụy Điển, đã được thành lập tại Bình Nhưỡng. Nhà ngoại giao đầu tiên đến Bắc Triều Tiên là một người Thụy Điển, có tên là Eric Kono. Ông mô tả Bình Nhưỡng là tuyết, gió, lạnh, và nói rằng bạn không thể vào quán cà phê hay nhà hàng vì đơn giản là không có. Đó là một đất nước trống trải. Tuyết rơi, gió thổi, lạnh lẽo. Và chúng tôi đã đến Bình Nhưỡng. Bạn biết đấy, chúng tôi phải bắt đầu từ con số 0 khi đến đó. Kono, người hiện đang sống ở ngoại ô Stockholm, Thụy Điển cho biết. Bắc Triều Tiên đã đánh giá quá cao năng lực công nghiệp của mình. Kono đã viết trong hồi ký năm 2002 có tựa đề Bắc Triều Tiên dưới chế độ cộng sản, báo cáo của một sứ giả đến từ thiên đường của ông. Đất nước này tin rằng mình đang bắt kịp các quốc gia công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, theo ý kiến của Kono, Bắc Triều Tiên không biết cách kinh doanh bên ngoài khối cộng sản. Nền kinh tế của họ gặp khó khăn. Kono chỉ làm nhà ngoại giao tại Triều Tiên trong 2 năm, từ năm 1975 đến năm 1977. Bắc Triều Tiên đã bùng tiền mua xe như thế nào? Sau khi đại sứ quán Thụy Điển mở tại Bình Nhưỡng, Kono nhận thấy mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như vẻ bề ngoài. Sau đó, cũng nhanh như lúc bắt đầu, hoạt động thương mại của Bắc Triều Tiên với phương Tây đã dừng lại. Không có hóa đơn nào được thanh toán, điều đó có nghĩa là không có hàng hóa nào thực sự được trả tiền, và đất nước này dường như hoàn toàn hài lòng khi không bao giờ phải trả tiền cho chúng. Tất cả các thiết bị công nghiệp mà Thụy Điển đã gửi đến đều không bao giờ được sử dụng. Tuy nhiên, những chiếc Volvo chắc chắn đã được lái, ngay cả khi chúng về cơ bản được hiểu là bị đánh cắp.
Trong nhiều năm, những chiếc xe Volvo bị đánh cắp có thể được nhìn thấy trong bối cảnh của những bức ảnh hiếm hoi về Bình Nhưỡng. Các nhà báo và chính trị gia đến thăm Bình Nhưỡng luôn được một trong những chiếc Volvo khét tiếng này phục vụ trong suốt thời gian lưu trú. Điển hình như việc 28 năm trước, nhà báo Mỹ Urban Leigh đã ngồi ở ghế sau của một chiếc xe Volvo 144 đang chạy rất nhanh. Ông đang làm nhiệm vụ cho tờ The Wall Street Journal ở Bắc Triều Tiên. Đường ra khỏi Bình Nhưỡng vắng tanh. Chiếc xe Volvo đời 1973 rít lên khi vào cua gấp, ngoằn ngoèo trên cả 5 làn đường, ông đã viết trong bài báo vào ngày 29 tháng 8 năm 1989. Ở một quốc gia khác, đây sẽ là hành động tự sát, nhưng ở Triều Tiên, rất ít xe chạy trên đường cao tốc đến nỗi mỗi chiếc thường có thể chiếm trọn con đường. Nhìn lại chuyến đi kéo dài 2 tuần của mình, Leigh nhớ lại việc đi khắp nơi trên chiếc Volvo đó. Ông nói rằng các nhà báo đến thăm thường được đi trên chiếc xe này. Bất chấp những hoạt động kinh doanh mờ ám, Thụy Điển vẫn duy trì một trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất với chính phủ Bắc Triều Tiên so với bất kỳ quốc gia nào khác ở phương Tây. Đại sứ quán Thụy Điển vẫn tồn tại ở Bình Nhưỡng và sự hiện diện này đã cho phép họ làm trung gian với các nước phương Tây khác như Hoa Kỳ với chính phủ Bắc Triều Tiên bí ẩn. Đại sứ quán Thụy Điển thậm chí còn can thiệp khi công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên, họ làm mọi thứ có thể khi phương Tây cần giúp đỡ ở đây. Di sản của những chiếc Volvo tại Bắc Triều Tiên. Cho đến ngày nay, Thụy Điển vẫn đang cố gắng đòi tiền từ Bắc Triều Tiên, ngay cả khi điều đó đã trở nên vô vọng vào thời điểm này. Ngay cả việc từ lâu Volvo đã không còn phải là của người Thụy Điển, các ông chủ người Trung Quốc đã mua lại hãng xe này từ nhiều năm trước đây. Đến nay, Thụy Điển vẫn gửi cho Bắc Triều Tiên lời nhắc nhở 2 lần một năm về hóa đơn cho những chiếc Volvo chưa được thanh toán, nhưng Bắc Triều Tiên không bao giờ trả lời. Ngay cả bây giờ, một số xe Volvo vẫn có thể được nhìn thấy chạy trên những con phố vắng vẻ của thủ đô Bình Nhưỡng. Tất nhiên chúng không còn là biểu tượng của địa vị như trước nữa. Thay vào đó, có nhiều khả năng bạn sẽ nhìn thấy những chiếc Volvo 144 hoạt động như taxi và các loại phương tiện giao thông thông thường khác. Không còn nhiều xe nữa, nhưng chúng cũng chưa tuyệt chủng tại Bắc Triều Tiên. Trong khi chi phí ban đầu của Volvo và máy móc đi kèm là 70 triệu đô la, cộng với lãi suất, khoản nợ đã tăng lên đến 322 triệu đô la. Chính phủ Thụy Điển đã trả cho Volvo số tiền này, nhưng bản thân họ vẫn phải chịu trách nhiệm sau ngần ấy năm. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Thụy Điển vẫn được Triều Tiên tin tưởng hơn hầu hết các quốc gia khác trên hành tinh. Vì vậy, có thể giá của 1.000 chiếc Volvo là xứng đáng.